Hi, xin chào các bạn. Bây giờ là 8 rưỡi rồi. Thì nay đi làm về muộn, vừa ăn cơm xong thì mình cũng bị hết thức ăn, hết rau thôi. Thức ăn là chỉ hết rau thôi. Cho nên hôm nay mình sẽ đi siêu thị để mua rau. Thì các bạn cùng mình đi siêu thị xem là rau ở Nhật Bản có đắt không các bạn nhé. Mình cùng đi siêu thị. Ok, bây giờ đi lấy xe thôi. Thì cái xe ô tô này là không phải của mình. Cái xe này là của một người trên tầng 2 này. Còn cái xe này, đây, cái xe này thì mình sẽ không lấy bởi vì cũng không phải của mình. Xe của mình đây. Mình sẽ dùng cái xe này đến siêu thị các bạn nhé. Ok, đi thôi. Ok các bạn ơi, mình đang đi đường này. Quên mất khẩu, không mang có khẩu trang. Bên này thì vẫn còn dịch ấy. Đi ra ngoài chỗ công cộng thì thực ra là vẫn phải mang khẩu trang ấy. Nhưng mà mình đã quên rồi. Thôi kệ đi, cứ đi thôi. Không có khẩu trang thì mình sẽ đi nhanh nhanh rồi mình về. Ok các bạn nhé. Bảo đi nhanh rồi về mà gặp đại ca các bạn ơi. Gặp đại ca giang hồ chắn đường này. Đại ca này bên này thì rất là nhiều các đại ca béo ú à. Đây là cái siêu thị này. Siêu thị này là siêu thị Lai Phự. Lai Phự thì nó khá là giá nó cao hơn cái siêu thị mình sắp đi tới này, cho nên là mình sẽ không vào, mình sẽ đi qua, mặc dù nó gần nhà mình hơn. Nhà mình đi qua cái siêu thị này rồi mới đến cái siêu thị kia, nhưng mà vì nó giá nó hơi cao cho nên mình các bạn đã đến siêu thị rồi, cầm ví và đi vào siêu thị thôi. Đây các bạn cùng xem có đắt không nhé. Đây là kiwi này, hai quả kiwi này thì giá nó sẽ là 253 yên, nó rơi vào khoảng 450.000. Đây quả đào nhỏ nhỏ này thì hơn 400 yên, nó cũng rơi vào tầm 890.000 bốn quả đào nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Một phần tư cải thảo này thì 100 yên này. Còn một cải thảo to nguyên cái này thì rơi vào tầm hơn 300 yên, tức là khoảng hơn 60.000. Đây là rau cải chip, hai cái rau cải chip to to này, hai cái rau cải chip to to này cũng tầm 100 yên, cũng là khoảng 20.000 các bạn nhé. Đây khu này là bán hải sản này, hải sản thì rất là đắt rồi, mấy con cái này mà toàn có 100.000 không à. Đây cá thần bơn bé xíu này 60.000 này, hai miếng cá hồi nhỏ nhỏ này cũng tầm 80.000 này, cá thì rất là đắt. Đây các bạn ơi, đây là thịt cá voi nhá. Hôm trước mình mới ăn xong này. Cá voi này cũng có 60.000 à, 50.000. Rồi ok, mình sẽ đi mua nấm này. Chắc chắn là mình sẽ phải mua nấm rồi. Mua nấm nhỏ nhỏ này với lại nấm kim chi này. Mình sẽ mua hai cái nấm này nhá. Mình mua thêm được chuối này. Chuối rồi là một cái bắp cải to to này. Đấy. Đây, mình sẽ mua mấy chai nước đóng chai này nhá. Bởi vì thực ra là nước lọc bên này thì mình có thể uống trực tiếp ở trong vòi nước ấy. Vòi nước nào uống được à. Với lại hoặc là đun lên để uống. Nhưng mà mình chẳng thích. Mình cứ mua nắp đóng chai này một lần đi. Mình sẽ xách tầm 3-4 chai về. Mình uống tầm 1 tuần. Mình khỏi cần phải đun nước, không cần phải uống nước trong vòi nữa. Uống nước đóng chai hoàn toàn các bạn nhé. Rồi, mình ra khỏi siêu thị rồi các bạn ơi. Thì hôm nay đi chợ mua rau hết 1 sen 50 yên. Tức là rơi vào khoảng 200.000 tiền rau sẽ ăn trong vòng khoảng chục hôm ấy. Nhưng mà mình chỉ ăn bữa tối thôi, vì bữa trưa mình đi làm mình mua ấy, cho nên là chỉ ăn một bữa tối thôi. 200.000 trung bình mỗi ngày hết 20.000 tiền rau. Nếu vào Nhật Bản các bạn ăn cơm bình thường ấy thì mỗi ngày tiền rau không là hết hay hết tầm 20.000, hết 100 yên. Vừa siêu thị thì có hai bạn bán hàng ấy, hai cái bạn bán hàng ở siêu thị ấy là hai bạn Việt Nam. Bạn thấy mình quay video nói chắc bạn cũng biết. Nhưng mà hai bạn đứng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt ấy, mình cũng biết. Nhưng mà Đến lúc ra thanh toán thì vẫn cứ sen bukro irimasu, vẫn cứ nói chuyện bằng tiếng Nhật thôi, chứ chả nhận đồng hương ở Nhật. Ở Nhật này thì thực ra là mình sang đây ấy, đồng hương gặp nhau ấy, ở chỗ khác thì mình không biết nhá. Mọi người cứ kể chuyện là gặp đồng hương ấy, rất là quý, nhưng mà ở Osaka mình thì người Việt Nam nhiều quá, đi đâu cũng gặp người Việt Nam không ấy, cho nên là cũng thấy nó bình thường à. Mọi người cũng cố gắng thôi cho qua đi cho cho nó đỡ, giống như kiểu là phải nói chuyện chứ ấy, mất thời gian nó hơi phiền nhau ấy. Cho nên là gặp hai bạn người Việt Nam kia, nhưng mà cả hai bạn ấy với cả mình cũng quay như là không quen biết, không có phải là người Việt Nam ấy, cho nó dễ ấy. Đấy. Rồi mình về nhà đã các bạn nhé. Đang đợi đèn đỏ, qua cái đèn đỏ này xuống dưới kia, sang bên đường bên kia là nhà của mình. Đây là cái nhà của mình. Đấy là nhà của mình. Đây là cái xe đạp của công ty. Xe này là xe Dendo. Cái xe đạp này xe đạp trợ lực, nó là xe đạp điện đấy, nhưng mà nó không phải giống như xe đạp điện ở Việt Nam. Xe đạp điện ở Việt Nam thì cứ lên là đi thôi, vặn ga riết là đi thôi, không cần đạp. Nhưng mà đây vẫn phải đạp. Nó chỉ đạp, nó làm cho mình đi nhẹ hơn đấy.
Cái xe này là xe chợ nực, nó rất là hay. Đèn đỏ rồi, hết đèn đỏ rồi, về nhà thôi. Đây, đây là nhà của mình này. Qua cái dốc này, qua cái dốc này là xuống, xuống cái nhà của mình. Trên tầng 2 có cái bar này, có cái bar sự này. Giám đốc hay vào đấy uống rượu uống bia đấy. Cuối tuần hai ông hay lên cái bar này uống. Đây có cây nước ngay ở cửa. Khát thì ra đây lấy luôn. Cất xe rồi vào nhà thôi. Về đến nhà rồi các bạn ơi, về đến nhà mà cất hết rau đi rồi, cất hết rau vào trong tủ lạnh rồi. Cái đây là nhà kho của cái tòa nhà này. Tòa nhà này thực ra nó là tòa nhà của công ty mình luôn đấy. Bọn mình là công ty, mình là công ty về quản lý tòa nhà mà. Nhà của công ty rất là nhiều, nhưng mà đây là nhà của công ty luôn, cho nên là xe vứt luôn trong kho này. Cũng chẳng sợ mất đâu, nhưng mà cứ vứt cho nó gọn. Còn xe của mọi người thì sẽ để ở ngoài, còn xe của anh em mình thì sẽ vứt trong kho này. Thôi, mình sẽ dừng clip tại đây các bạn nhé. Đóng cái cửa kho này nhé, đóng cửa kho lại, xong rồi bạn dừng clip tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.